kính cha nguyên miền trên dòng thánh tâm lý. Hôm nay trong buổi lễ nguyên kính ba tập lại thêm lần, hội dòng chúng con được đón nhận 10 em lãnh tu mục và đại tập và 12 em và thiền tập. Chúng con rất vui mừng tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài luôn luôn yêu thương và lo liệu cho người hầu của mẹ con tôi luôn có những đủ hoa để góp phần vào trong đường hoa của giáo hội được thêm dồi dào và phong phú hơn. Chúng con cũng xin chân thành cảm ơn cha Linh Nguyễn. Mặc dù cha đã bận nhiều công việc nhưng cha đã tận tình yêu thương mỗi dòng chúng con. Cha cũng không quản ngại để nhận đồng hành với chúng con để hướng dẫn chúng con được tiến tới trong đời sống thiêng liêng cũng như trong đời sống thánh hiến. Và hôm nay cha đã chuẩn bị những lễ cử hành những nghi thức để đón nhận các em vào đại tập và vào thiền tập. Chúng con cũng cảm ơn cha nguyên về trên dòng thánh tâm huế. Cha đã đồng hành với các em của chúng con trong suốt tuần học vừa qua, cha hướng dẫn các em để tìm ra ơn gọi ích lực của mình và giúp các em yêu mến Chúa và yêu mến và tha thiết với mẹ dòng mình. Và hôm nay trong thánh lễ, cha cùng đồng tế với cha linh hiếu để cầu nguyện cho các em của chúng con. Hôm nay chúng con nhận xin Chúa nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria Mân Côi ban tràn đầy muôn hương lành, sức khỏe và sự khôn ngoan của chúng thánh linh trên cha linh hiếu và cha nguyên hiển trên. Và trong thánh hai cha, 22 em của chúng con vừa chậm chữ bước vào những cửa của đường tu Mân Côi, các em cũng là những hụ hồng non nước trong người hoa của mẹ Maria Mân Côi. Các em sẽ cần rất nhiều lời cầu nguyện, sự hướng dẫn và lời nâng. Chúng con cũng xin hai cha được đồng cùng đồng hành với các em và hướng dẫn các em trong cầu nguyện cũng như trong sự nâng đỡ để các em được tiến lên mỗi ngày và được lớn lên trong đời gọi để tiến tới đời sống thành hiến trong đời gọi của mẹ Mân Côi. Một lần nữa chúng con xin chân thành cảm ơn hai cha. Để sang cho anh chị em đi bình.